Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Và thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ lại hồi sinh thêm một em khủng long ăn thịt nữa nha các bạn. Đó. Tập trước chúng ta đã có mấy em Velociraptor rồi đó. Đó là những cỗ máy giết người cực kỳ chết chóc nha các bạn. Và thì tập ngày hôm nay mình sẽ hồi sinh cái em gì đây ta? Đây. Dilophosaurus nha các bạn. Đây đó. Đây là một trong những con khủng long có độc rất là kinh khủng luôn nha. Nó có thể độc của nó có thể làm chúng ta bị tê liệt dây thần kinh các bạn ạ. Ghê lắm. Đó, Dilophosaurus. Ngoài ra mình cũng sẽ chúng ta đã hết mấy cái hạt giống Paleograph rồi. Rồi vậy thôi. Đó. Đây, ở đây mình có rất là nhiều đồ luôn nè các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái công việc là xây chuồng thôi. Đầu tiên thì lúc nào cũng phải xây chuồng hết. Và xây chuồng thì chúng ta sẽ cần thêm nguyên vật liệu rất là nhiều luôn. Ở đây mình sẽ lấy hết mấy cái số này xuống nè. Đó. Cũng như là stone brick này xuống luôn. Đó. Đây mình sẽ tiến hành chia sồi thành cái stone brick này nha các bạn. Cái gạch này rất là đã luôn. Như cái này đúng không? Đúng rồi nó đó. Đó. Thì mấy con Dilophosaurus đó nó sẽ không có thể mà phá hủy mấy cái block được. Nên em cứ yên tâm. Và thì mấy em này thì chắc chúng ta sẽ cũng xây bằng reinforced glass quá. Mình nghĩ là như vậy các bạn ạ. Nên xây bằng mấy cái reinforced glass này đi. Nó cũng không sao đâu. Glowstone chúng ta bị thiếu đúng không? Để mình sẵn lấy thêm một mớ glowstone luôn. Rồi lần này là một em khủng long cực kỳ kinh khủng nha. Dilophosaurus. Khủng long có độc các bạn ạ. Ghê lắm. Ở đây thì mình sẽ đi lên lấy glowstone cái đã. Mình có để rất là nhiều glowstone ở trên đây nè. Được, trước chúng ta đi mai các kiểu con nào điểu nó ở đây nè. Đó, chia sổ thành neon glowstone nha. Con này nó có thể cao 1,7 ô và dài 5,6 ô các bạn ạ. Mình đang phân vân không biết nên xây cái chuồng kiểu nào đây. Chắc mình sẽ đi ra mình ước lượng trước nha. Đây, mình sẽ đi ra gần cái chuồng của gần cái chuồng của cái con Velociraptor nha các bạn. Rồi Velociraptor, trời ơi, ta trong đây nhìn được tụi nó hay không nè. Tụi nó các bạn, nó đang chơi banh rất là vui luôn. Các bạn thấy không? Bọn này thì rất là ham chơi banh nha. Ôi, chắc tới chúng ta phải chế tạo một mớ banh cho mấy em Dilophosaurus nữa đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ra lắp đất cái chỗ này lại cái đã, để mở rộng cái diện tích xây ra cho mấy em Dilophosaurus cái đã. Ôi, mấy cái ba lô của tôi nhiều quá. Đây, ở đây có đất nè. Đó. Rồi, trước tiên là sẽ lắp đất nha các bạn. Con chuột đừng có bị double lick nữa mà. Rồi, mình sẽ tiến hành lắp đất trước nha. Hy vọng đừng có bị double lick. Trời ơi. Lắp đất lại em ạ. Cái chuồng này chắc mình dự định xây nó hơi to một xíu. Tại nó dài 5,6 ô lận. Hơi kinh khủng. Chắc mình sẽ xây cái chuồng cao lên tầm 6 ô thôi. Còn chiều dài thì theo cái chiều dài của con này luôn. Chúng ta sẽ đặt cái tỷ lệ thích hợp. Rồi, ok. Lấy mấy cái quan kéo ra thôi các bạn ơi. Ui, chuột nó bị double lick. Trời ơi, chúng ta phải xây lại nữa nè. Chán thật. Nhưng mà không sao các bạn à. Cũng được. Trời ơi, ghét con chuột dễ sợ. Ăn có bị double lick hoài nè. Mày hả con? Và cái chỗ này nó dần biến thành cái gì rồi các bạn ơi. Trời ơi, sao nó biến thành cỏ hết vậy? Chán gì trời. Ta phải kéo đi. Hơi bị cực sổ một xíu nhưng mà không sao. Cỡ lên. Kéo lẹ các bạn à. Không là nó biến hình hết. Ok. Kéo lẹ nè anh em ơi. Chúng ta sẽ kéo theo đường này đi. Ok. Kéo thiệt là lẹ luôn. Nhanh chóng chứ không nó biến thành cỏ hết sao. Mình đang phân vân cái kích thước của cái chuồng. Có thể là 35x35 hoặc là 40x40 các bạn à. Chúng ta sẽ làm một cái chuồng thật là bự luôn. Để trước tiên mình đi ngủ cái đã. Đó, đi ngủ phát rồi. Mai rồi tính tiếp nha. Về tôi sẵn tôi lấy đất ra nữa. Đang thiếu đất nè.
đem nguyên một cái ba lô toàn là thủy tinh thôi, toàn là kiến thôi à. Mặc dù mấy hôm nay thì mình toàn xây mấy cái chuồng chuột nó có đá xen vào nữa. Rồi ô đất chúng ta để ở dưới đây, quên mất, đây đất đây các bạn. Quá nhiều ha. Ok, cho nó vô liền. Cái này full rồi, chúng ta sẽ cho qua cái ba lô khác đi. Ba lô màu xanh này cũng full luôn. Qua ba lô màu đỏ. À, ba lô màu đỏ đỡ rồi. Ui, kêu trượt vát nó bị fail các bạn ơi. Fail 3 cái luôn. Wow, ghê quá các bạn ơi. Fail 4 cái luôn cơ. Ui, oh my god, cái chuyện gì vậy? Sao chúng bay fail dữ vậy? Buồn quá nhen. Hey, chúng nó bị fail các bạn à. Nên thôi kệ, chúng ta đi ra kéo đất trên chỗ này trước cái đã. Từ từ rồi giải quyết cái chỗ đó sau nha. Buồn quá. Bị fail chúng ta phải tiến hành xây lại mấy cái future path mới nha. Trời ơi, hơi bị khổ cực luôn. Ok, mình sẽ kéo ra. Hấp dẫn nha. Trời, cái phần ở dưới mình quên cấp đuốc nữa. Có thể quái nó xuất hiện, nó đe dọa chúng ta đó các bạn ạ. Ok, để mình lấy thêm một mớ này ra cái đã. Đó, ta sẽ tiến hành kéo thêm nữa nè. Đó, và bên đây cũng vậy, kéo lẹ lên để không nó biến thành cỏ hết. Ok, kéo lẹ lên nè. Kéo lẹ. Wow, diện tích này khá là rộng các bạn ơi. Một cái chuồng quá là rộng luôn, rộng kinh khủng. Ok, ô, cái cây quanh nó bị hư rồi. Trời ơi, tưởng bị gì chứ, tưởng có chuyện gì. Mình có rất là nhiều cây quanh mà. Lần trước trong khi xây cái chuồng khổng lồ cho bọn ăn cỏ đó các bạn. Rất là nhiều quanh luôn. Chúng ta dự trù cho mấy ngày hôm nay nè, để cho nó đỡ cực khổ hơn. Ok, kéo ra nè. Chắc mình nghĩ nó cỡ này là cũng được rồi các bạn à. Ok, rồi chúng ta lấy thêm đất ra nè. Rồi, đủ rồi. Chúng ta sẽ tiến hành kéo cái chiều này đi. Nó mở rộng từ từ chứ, không có hấp tấp được. Đó, nhưng mà nó phải cực kỳ rộng để chúng ta mới xây cái chuồng được chứ. Ok, đó, ra thêm một ô nữa nè. Hay, ở đây mình sẽ tiếp tục kéo nha các bạn. Wow, nãy giờ trên cái map, tự nhiên cái map đó bị gì mà nó không load vậy? Định mệnh hay là có cái con gì mà nó không có chịu load ra nè. Chán vậy. Mày ơi, không lót thì chúng ta sẽ kéo bằng đường này. Oh, hết đất rồi. Không sao. Đất tôi có đem nhiều lắm. Cứ thoải mái đi mà. Rồi, thêm mấy ô nữa đi. Rồi, gần xong rồi. Chắc tầm này là đủ rồi. Diện tích cũng khá là rộng rồi đó. Ok, hai ô nữa nè. Rồi, đủ rồi. Chỗ này thì mình sẽ tiến hành lắp lại các bạn ạ. Bên đây cũng vậy, lắp lại hết luôn. Ui, con hổ này tính làm gì tôi hả? Đi chỗ khác đi. Wow, con hổ này nó âm mưu làm gì các bạn à? Ghê quá. Ok. Rồi, chúng ta dãy cỏ chỗ này. Dãy cỏ xong rồi tiến hành kéo cái phần đất còn lại ra thôi. Rồi, đủ rồi. Wow, quá xịn luôn. Một cái chuồng, nó sẽ cách cái chuồng này chắc tầm 15 ô quá các bạn à. Để chúng ta xem nào, cách ra tầm 15 ô đúng không? Để mình cất cái số đất này lại cái đã. Đất đâu cần đâu. Cái con Dilophosaurus này thì mình sẽ không có tiến hành mà... Ây da, căng đây ta. Nó sẽ không có tiến hành mà xây cái hồ bơi cho chúng nó nha các bạn. Cho nó nóng chết chúng nó luôn. Đây, một ô nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, tới cái ô này chúng ta sẽ xây. Tới cái ô đó chúng ta sẽ xây nha các bạn. Ok, chắc mình sẽ xây với cái diện tích là... thử trước là 30 x 30 thử đi. 2, 3, 4, 5. Ủa, double lit nữa kìa. Thôi, chán con chuột cái vậy. 1, 2, 3, 4, 5
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, 2, 3, 4, 5. Nhìn nó cũng hơi nhỏ các bạn à. 30 nhỏ quá, chúng ta phải lên 40 mới được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, như đây mới đủ nè. 1, rồi 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, 10 rồi, chúng ta sẽ cần thêm 30 cục nữa. Mình sẽ kéo hết một lần 30 cục đây luôn nha các bạn. Diện tích thiệt là rộng cho nó sướng. Ủa, cái con hổ này đi chỗ khác, mày cứ me tao hoài vậy. Rồi, chúng ta sẽ cần cái diện tích tiếp tục là 39 nha. Đó. Tại chúng ta phải trừ một cái lốc đầu tiên nữa. Ok, đó, như thế này. Dilophosaurus này thì nó cũng không có to hả các bạn ha. Chắc mình nghĩ là nên để là 35 thôi các bạn à. Không có to nhưng mà làm to quá. Ok nè, 39 nè, 38 nè, 37, 36, 35. Rồi, 35 bự quá không ta. Rồi, 35 cũng ổn á. Tại lần trước chúng ta có cái chuồng kia các bạn à, nó mới có cái hồ bơi á, nên nó mới bắt đầu chiếm cái tỷ lệ. Thằng này thì không có rồi, đỡ hơn rồi. 35. Rồi, ok, 35 thì như này thôi. Trời ơi, đơn giản. Cử ra 34 lốc. Rồi, tiếp tục là 34 lốc nữa. 34 lốc nữa các bạn ơi. Đó. Ok, cái chuồng này có vẻ nhỏ hơn một xíu rồi. Nó đỡ cái diện tích lại cho chúng ta. Đó, xây nó cũng đỡ cực hơn một xíu nữa. Rồi, số còn lại mình sẽ kéo qua đây luôn. Đó, hấp dẫn hấp dẫn. Ok, kéo qua bên đây luôn nha. Và đó, tới đúng cái vị trí này. Đó. Ở chuồng này thì bao rộng cho bọn Dilophosaurus rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đập mấy cái block này thôi. Tí mình phải vào cái Culture Vat để cho cái bọn Dilophosaurus nó bọn nó tiến hành nữa chứ. Trời ơi, có vẻ khá là lâu đó. Cứ vào lại Culture Vat để mà nhân bản tụi nó sao nữa. Ôi ôi, buồn quá. Thất bại một lần, thất bại 4 con luôn. Ôi, kinh khủng các bạn ơi. Nè, các bạn nhìn đây nè, nó chảy nước ra nè. Thôi ôi, buồn thật. Ok, chúng ta sẽ đập mấy cái này đi. Cái chuồng này mình sẽ xây như thế nào đây ta? Ây da, chúng ta sẽ xây như thế nào đây? Có nên bịt lại những cái chuồng này không ta? Dilophosaurus. Chắc mình sẽ không bịt lại đó các bạn à. Mình sẽ lên là 2 ô nha. 2 ô như thế này. Đó. Còn mấy cái trụ này thì mình sẽ xây bằng... Đâu rồi? Đây, cobblestone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, như vậy chứ. Qua đây cũng vậy các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, cứ như vậy thôi. Chuồng này thì nó sẽ cho cái bọn Dilophosaurus nó ít nhìn ra ngoài hơn. Bọn nó mà nhìn ra nó nhả độc ra là ghê lắm. Ok, trời ơi, hấp dẫn hấp dẫn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta chắc phải thêm một block nữa đi các bạn ạ. Để mà xây cái này. Xây cái slab này. Nên xây cái này không? Không, không nên xây đâu. Nó khá là phân vân. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần ốp kiến thôi. Mình sẽ ốp bằng Reinforced Glass nha các bạn. Đây, Reinforced Glass rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ tiến hành lấy một mớ ra và chia xô nó. Đó, cho mình thành Reinforced Glass hết nha. Đó, xây cho nó lẻ các bạn ạ. Reinforced Glass. Đó, đó, quá xịn luôn. Ok, rồi, đây mình sẽ kéo ra nha. Nó cũng nhanh thôi các bạn, không có tốn nhiều thời gian đâu. Đó, ok, lên 2 ô như vậy đi. Rồi chúng ta sẽ bịt lại bằng mấy cái stone brick này. Đó, ai da,
Đến tí là té rồi. Ok, đó. Chuồng kiểu mới, chứ xây chuồng kiểu kia hoài nó ngán các bạn à. Rồi, và phần ở trên đây chắc cũng không cần đâu. Quá sai lầm. Rồi, được rồi. Đó, trời ơi, nhìn như vậy là đủ rồi. Wow, nhìn hấp dẫn. Chúng ta nên bịt kín lại không ta. Thôi từ từ đi. Đó, để bây giờ mình đi ngủ cái đã. Wow, trời nó tối rồi. Trời tối là nguy hiểm các bạn ơi. Trong đây hôm bữa mình có nghe cái tiếng ma nữa các bạn. Kinh khủng thiệt. Rồi, chúng ta đi ngủ phết coi. À da, nó chưa cho ngủ luôn. Căng quá dạ, căng quá dạ. Rồi, mình còn đủ cái stone này không ta? Để chúng ta cất lại cái đã. Cất mấy cái này lại nè. Cất mấy cái đuốc lại nè. Couple stone, ok. Rồi, mình sẽ đi ra chia sổ mấy cái stone mình đã nấu ở đây nha các bạn. Mình đã cho nấu rất là nhiều stone luôn. Ồ, nấu chưa xong hả? Không sao, lấy hết luôn. Chưa xong cũng được, mà xong cũng được. Đó. Rồi, chia sổ nó. Chia sổ cho mình thành stone brick này nha các bạn. Ồ, mấy cái nào mà chia sổ rồi, chúng ta không cần chia sổ nữa. Chia cho tốn công vậy. Rồi, đủ hết chưa? Như đây có vẻ ổn rồi đó. Rồi, đi ngủ một phát rồi đi xây tiếp thôi các bạn ơi. Quá là nguy hiểm luôn. Trời ơi. Để khi nào có dịp mình sẽ kể cho các bạn những câu chuyện và những bức tranh mà mình có sưu tập ở đây nha. Bức tranh của cái mod công viên khủng long này luôn đó các bạn. Trời ơi, hấp dẫn. Ok, đi qua đây xây tiếp thôi. Xây tiếp nè. Mình sẽ tiếp tục kéo cái reinforced glass này đi nha các bạn. Ta xây cái chuồng kiểu này. Trời ơi, hấp dẫn. Hấp dẫn nhen. Ok, qua đây xây luôn. Hy vọng mình xài cái cây qua nó nhận được. Nó mà không nhận được là chết luôn đó. Ok, kéo ra ngoài này. Hình như chúng ta thiếu cái cửa rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, từ từ làm cái cửa sau. Cứ từ từ, cứ bình tĩnh, không có gì phải xoắn. Ok, lên nè. Đó, hên quá, nó nhận các bạn à. Ok, còn chỗ này thì chúng ta sẽ kéo bằng stone brick ra thôi. Trời ơi, hấp dẫn. Kéo bằng stone brick ra. Cái phần mái chúng ta có nên ốp không ta? Không ốp là quái nó xuất hiện liền đó. Hay già đắn đo quá. Chứ phải ốp bằng mấy cái work slab như mấy cái chuồng trước thôi các bạn ơi. Ui ui, cỡ nào cũng phải ốp như vậy thôi. Ốp mấy cái work slab đi. Cũng không sao. Nhưng mà nói chung là cái phần ở trong này nè, mình sẽ không có bít kín lại như cái bọn Velociraptor như các bạn. Để vậy nó nguy hiểm lắm. Ok. Ok. Rồi, hy vọng là đủ. Hy vọng là đủ. À, đủ liền. Trời ơi. Rồi, thôi chúng ta thiếu cái gì nữa không? Work slab. Work slab như đây chắc không đủ rồi. Trời ơi, phải cần rất là nhiều work slab các bạn ơi. Rồi chúng ta cứ ốp như đây trước đi. Tí nữa mình về mình lấy thêm mấy cái work slab đi. Nhìn nó trắng thì nó đẹp hơn liền. Hấp dẫn. Đó, nhìn vậy mới hấp dẫn chứ. Ok, kéo ra thôi anh em ơi. Rồi, ở đây được rồi. Ở đây mình sẽ tiến hành thiết kế cái cửa nha các bạn. Quên mất cái cửa nó chỗ nào trung tâm đây ta. Hình như ở đây thì phải. Để mình đếm xem cái nãy quên mất tiêu rồi. Cái chuồng 35 đúng không? Chỉ cần ra 14 mẫu là được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ô. Wow, gì không phải bên này rồi. 17 ô, vậy là ô này nè. Như vậy mới được các bạn à. Ok. Hey. Rồi, tiến hành làm cánh cửa thôi. Lần này chúng ta sẽ sử dụng cái cửa này đi. Đó.
Rồi cái phần reinforce mình sẽ cất vào. Ây da, định mệnh định cất vào mà. Cất nữa. Game này, game ngu ngốc này. Rồi phải đập mấy cái này đi các bạn ơi. Trời ơi, nó nguy hiểm nha. Đập cái này thì nó rất là lâu. Đó là lý do tại sao cái bọn khủng long nó không phá hủy được các bạn ạ. Đập ra rất là lâu luôn. À, trời ơi, nó cực khổ nha. Đó, các bạn thấy không? Kinh khủng. Đó, xong. Và chúng ta sẽ ốp cái cửa đây đi. Đó. Ở đây mình sẽ làm bằng đá này nha các bạn. Wow, nó lại hợp lắm luôn. Hấp dẫn. Lại có cái nút luôn nè. 4 cái nút. Wow, 99. Đó, đó. Wow, cái nút này mình dùng đồ chi sổ cũng được nữa các bạn à. Ôi, quên. Xài cái cửa này là không được các bạn ơi. Chúng ta phải xài cửa sắt cơ. Trời ơi, cửa này nó bị lỗi. Nó không có tự động được. Ai, sao bao nhiêu lần mà chúng ta vẫn quên mất rồi cái điều đó. Ok, xong được một nửa cái chuồng rồi. Bây giờ mình sẽ đi về đây và tiến hành chế tạo một mớ cái nha các bạn. Ôi, con này nó chém nhau. Cái gì vậy? Bình tĩnh thôi mấy đứa. Bọn này nó cắn đầu các bạn ơi. Mày hả con? Mày bỏ cái tật lì nha. Bây giờ chúng ta sẽ phải đào mấy cái này ra lại thôi. Ghê thiệt. Bây giờ đâu rồi? Đây đào đó các bạn ơi. Ghê quá. Kinh khủng. Bọn này cứ phá hoại không à. Ngày tối rồi phá hoại thôi. Chúng ta sẽ cất mấy cái này vô đi. Mấy cái nào mà không cần thiết là cứ cất vào hết. Không có để lại làm gì nữa. Trời. À quên, còn phải up low stone nữa. Wow. Các bạn biết sao mà mình không có lắp cái phần mái cho cái chuồng của Dilophosaurus không? Tại vì nếu mà lắp á, chúng ta sẽ không trồng được cây các bạn ơi. Đó là một điều đáng tiếc đó. Phải trồng cây giống nó chứ. Rồi, được limestone rất là slampone rất là nhiều luôn. Đây, ok, chúng ta sẽ tiến hành múc nước đi. Mình có mấy cái xô sẵn nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Wow, bạn thấy kinh không? Ồ, mới được một cái à. Buồn ghê. Buồn dễ sợ á. Đây, chúng ta sẽ... hết sữa. Hết sữa rồi. Trời ơi, đi múc sữa của mấy em bò. Thần bò coi nè. Ok, cho chúng nó như thế này. Ây da, trời ơi, sao quăng ram mà nó bị lỗi quá vậy? Nè, một con nè, hai con nè, và ba con nè. Rồi, con thứ tư rồi. Và con thứ tư đây nè. Đó, hy vọng bọn nó không có fail nữa các bạn ơi. Kinh thật. Chúng ta sẽ cần mấy cái xương rồng. 4 cái xương rồng. Cái số sữa này chắc mình sẽ cất lại đi. 6 cái bình sữa này cất lại. Chúng ta cần luôn cả kiến nữa nè. Xương rồng, kiến và sắt. Hình như là chắc đủ rồi đó. Rồi, Contravast. Trời ơi, lại là công thức của nó nữa. Cái định mệnh á, thiệt là khổ mà. Rồi, 4 cái, đủ rồi. Khổ cực. Lúc nào cũng vậy các bạn ơi. 1, 2, 3, 4. Đó, bị fail một lần là nó sẽ cực khổ như vậy đó các bạn ơi. Wow, hy vọng này không fail nữa nha. Tôi hy vọng là vậy. À, sẵn mình sẽ đi chế tạo mấy cái feeder luôn nha các bạn. Feeder, chúng ta sẽ coi công thức nào. Đó, hôm nào cũng quên hết. Đây, chúng ta sẽ tạo chắc cũng là 6 cái feeder đi. 6 hoặc là 8 cái các bạn ạ. Và đầu tiên để mình lấy cái số này ra cái đã. Nó hao đồ của mình quá. Wow, các bạn thấy không? Hao quá chân luôn. Rồi, bây giờ mình không có giết heo, giết gà nữa. Ôi ôi, chết tươi luôn rồi. Để mình dọn dẹp chỗ này cái đã. Ok, hy vọng là được. Dạ, bao nhiêu đây? Còn 6 cái xô. Thôi, mình sẽ làm
8 cái feeder luôn nha anh em. Đồ mình cũng đang giàu mà. Làm thoải mái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đủ 8 thôi. Đó đủ 8. Ta còn gì nữa không? Stone, Glass, Bức Button và Iron God đúng không? Ok. Đây Stone thì mình có Stone sẵn luôn. Wow, không có gì không? Không có gì phải sẵn. Chisel ra lại Stone. Ta làm 8 cái Button cái đã các bạn. À, gọn trơn. Rồi, cho mày thành feeder. Hết luôn nha con, 8 cái feeder đã xong nha các bạn. Hay, quá là đơn giản. Bất kịch nè, cất lại mấy không cần thiết là cất lại hết. Rồi, vô đây chúng ta sẽ đi tiến hành tạo mấy cái work slab nha. Trời ơi, mấy cái này mình đang thiếu nè. Đó, có xây cái chùa của con Dilophosaurus thôi mà cũng khó khăn nữa. Hồi sinh con khủng long thôi mà. Rồi, xong rồi, nó lại fail nữa rồi. Ôi ôi, chán nó ghê á. Anh em ơi, phải vô dọn dẹp nó thôi anh em. Oh, nó hay fail như vậy lắm. Kinh thật. Và fail chúng ta phải giết con này gấp. Để nó đi ra tùm lum nó trây ra. Các bạn thấy không, nó trây kinh khủng chưa. Ăn này tôi cứ trây hoài thôi. Fail một cái nữa rồi. Chán ghê chưa. Đó, mấy khác đừng có fail nữa nha. Tôi mệt lắm rồi đó. Chúng ta sẽ còn thêm sắt nè. Đó, đây cái này và còn thêm một cái xương rồng. Đây xương rồng đấy. Rồi chúng ta coi cái công thức à. Quên mất tiêu. Conservate nha các bạn. Đây công thức nó đây. Đó, gọn trơn một em. Trời ơi, cực khổ chưa. Đó, đừng có fail nữa nha, mệt lắm đó. hy vọng là không fail nữa. Ok, đi vô nhà thôi. Sẵn mình tạo mấy cái work slab cũng như là đi ngủ một phát, rồi mai chúng ta đi ra ốp cũng như là trang trí đồ cho bọn Dilophosaurus nha bạn. Dilophosaurus à, quên đồ dưới đây nè, chúng ta quên mất. Đâu rồi, đây bạn thấy không, quá nhiều luôn. Ôi ôi, như đây còn gì bằng nữa. Chúng ta sẽ tạo Lock of Wood. Lụm hết sạch luôn. Lụm sạch bách luôn. Rồi, cái số này thì mình sẽ cho nó thành đây Wood Slab nha các bạn. Cho thành hết luôn. Xây cho nó xíu, không còn phải cực khổ nữa. Ba lock là đủ rồi. Ok, đi ngủ một phát. Rồi, mai chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đúng là một ngày cực khổ của chúng ta mà. Đó, thì ra đây tiếp thôi các bạn. Lên 6 ô là tầng 77 đúng không? Ồ, vừa đủ hả các bạn. Trời ơi, hấp dẫn. Ta tính toán nó mà tay là bọt lên cho nó lẹ thôi. Còn nói chung đây là trong game nên là nó tay là bọt được. Chứ trong công viên khủng long thì nó làm gì mà tay là bọt được chứ. Ta đang chơi hơi ăn chen một xíu là có thể sử dụng được lệnh tay là bọt, cũng như là chết không mất đồ các bạn à. Nhưng mà không sao. Đây nó cũng là một cái mod, cũng như là gần như gọi là mod xây dựng rồi, nên cũng không sao hết. Ha 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 ha. Ok. Đó, nhìn cái phần này nó đẹp hơn rồi đó. Rồi mình sẽ tiến hành lắp mấy cái glowstone ở đây nha các bạn. Chúng ta sẽ lắp đi cho nó an toàn cái đã. Lắp glowstone 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Cách 7 ô chúng ta sẽ lắp một cục. Glowstone hả mày? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, lắp một cục. Và giữa hai cái này mình sẽ lắp một cục nữa. 2, 4, 6. Chắc đâu đây quá. À không phải. 2, 4, 6, 7. À cục chỗ này mới đúng. Trời ơi, không sao, chúng ta có cái sạn siêu thích mà, có gì đâu phải lo. Cái trứng cuối cùng chỗ này thì nó chưa thôi. Cố lên, cố lên. Cái con cuối cùng sẽ là con em út nha các bạn. Ok, đây một con nè. Hai con, ba con rồi. Bốn con, rồi con thứ năm thì mình sẽ chờ sau nha. Trước mắt chúng ta sẽ hồi sinh trước bốn con đã.
Để gần ánh sáng liền. Để gần ánh sáng. Đây cũng vậy. Và chỗ này cũng vậy. Đó. Rồi. Còn lại thì mình sẽ cho toàn bộ thịt vào. Cho hết vào feeder. Vậy mới xịn chứ. Wow. Chúng ta sẽ trừ ra một stack đi. Hy vọng bọn nó ăn hết bằng feeder chứ nó ăn bằng tay làm khổ mình nữa. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công cuộc là trồng mấy cây này nha các bạn. Hay sẽ là một khoảng thời gian rất là mệt đây. Ta sẽ trồng một mớ cây này ở đây đi. Đấy. Trồng một cây nè. Hai cây nè. Ba cây nè. Bọn này thì nó không có phá được block các bạn à. Nên khỏe. Ta đỡ được phần nào. Không phải như cái bọn kia nó phá hoại quá à. Ok. Mình sẽ trồng thêm mấy cây thời hiện đại ở đây luôn nha các bạn. Đây là những loài cây thời hiện đại nè. Wow, tưởng nó không lên chứ. Trồng thêm một cây lên đây luôn đi, cho nó mát. Bọn khủng long có thể vui chơi thỏa thích. Nó sẽ xe đây đi. Lên lâu quá các bạn ơi. Rồi bây giờ sẽ tới những cây sồi. Cây sồi. Đây là cây sồi chứ không phải là cây xoài đâu nha các bạn. Nó khác nhau đó nha. Có vẻ cao hơn một xíu đó. Chỗ này một cây nữa nè. Rồi. Và mình sẽ để một cây cuối cùng ở đây đi. Còn lại chúng ta sẽ bón cỏ cho chúng nó. Bọn này thì nó không ăn cỏ. Nhưng mà mình cứ bón đi. Hấp dẫn. Nhìn nó giống thật hơn một xíu rồi đó. Nhìn đã không các bạn. Wow. Quá xịn. Ok. Wow. Mấy cỏ đây nó cũng bắt đầu lây lan ra luôn nè. Hấp dẫn nha. Chỗ này để một cây nữa đi. Đó. Rồi. Ổn định. Ổn định quá chừng luôn. Rồi, để mình coi thử. Bọn này nó đã tới được bao nhiêu phần trăm rồi? 80-90% rồi các bạn à. Và cuối cùng nó cũng đã bắt đầu nở rồi đó. 4 cái trứng. Chúng ta sẽ xem thử thôi nha các bạn. Đó, một con. Và nó ăn một feeder rất là bạo. 2 con, 3 con và 4 con. Đây là con mèo các bạn à. Nó ăn rất là nhiều thứ nha. Nó đã được thu phục hết rồi. 2 con mèo. Có một con female. Hên quá. Mém tí lực, sợ quá. 3 con mèo và 1 con female. 3 được và 1 cái các bạn à. Nhìn nó đã không. Để mình về mình kiểm tra thử. À không, trước tiên để mình coi thử đây. Mình sẽ cho nó lên hàng. Cấp nó maximum chưa các bạn. Nó maximum rồi nè. Trời ơi. Hấp dẫn. Maximum rồi đó. Để mình coi thử. Cởi được các bạn ơi. Con này đi rất là nhanh luôn. Đây khủng long màu gà. Các bạn nhìn nè. Ok. Và nó đang rất là khoái chơi banh đó các bạn ơi. Để tí nữa mình kiếm mấy trái banh cho nó chơi nha. Đâu rồi? Nó 2 con à. Mấy con kia nữa đâu rồi? Trốn đi đâu hết rồi ta? Cái cây rậm rạp quá, mình không thấy đường hết. Nó trốn đi đâu hết rồi? Mình nghe tiếng nó bên đây nè. Ôi đừng, nó leo lên trên được nha. Nó không leo lên trên được các bạn à. Đây nó đây. Làm tôi hú hồn. Và một con cuối cùng nữa đâu rồi? Đây. Hey, mém tí là chết. Ok. Ăn rất là bạo luôn. Và cái số ngày tuổi nó là 8 nha các bạn. 8 là mát rồi. Ăn rất là bạo nha. 4 con. Mấy con đực thì cái màu nó đẹp hơn nữa các bạn. Con cái thì màu nó xấu hơn một xíu. Nó không có màu đỏ trên đây nè. Ok, giờ mình sẽ đi về nhà và tiến hành chế tạo ngoái trái bon nha các bạn. 1, 2, 3, 4 đây. Ta sẽ trang trí như thế này. Cho nó mát các bạn à. Chứ không là để đồ này nó bị nắng hết. Cái số cây này thì mình có rất là nhiều luôn. Bạn biết sao không? Đó các bạn. Hồi nãy
mọi người có thể thấy là mình trồng cây thôi mà nó cũng rớt mấy cái sapling này xuống cho mình nữa, nó lợi lắm. Cây này rất là tuyệt luôn. Rồi nha, đủ rồi, cho mày lên nè con. Cho mày lên nè. Ok, ok. À dạ. Trồng cho nó xen lẫn nhau các bạn ơi. Cho nó hơi có mùi hiện đại và cũng như là mùi cổ đại một xíu. Chứ không có cổ đại mãi được. Đây. Đây. Quy một cái hàng toàn là cây cổ đại luôn thôi. Quá sướng. Đây. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, rồi đủ rồi. Quá đã các bạn ơi. Lên, không lên hả? Tôi còn bột xương nữa nè. Cho mày lên luôn, maximum mày luôn nha. Để mình ăn miếng thịt kia đã. Trời ơi, nãy giờ làm việc đói quá. Ok, trồng thêm cây nữa nè anh em. Wow, cái xoài này khá là lì ha, nó không chịu lên ha. Lì quá nha. Cái xoài này thì nó xấu các bạn à. À, nó rớt sắp linh xuống cho mình nữa nè. Trời ơi, hấp dẫn. Thêm một cây vô đây. Một cây vô đây và một cây chỗ đây nữa đi. Đó. Rồi, và một cây. Được rồi. Wow, rậm rạp như một khu rừng các bạn à. Sướng thiệt. Wow, nhìn nó đã. Rồi, xong. Mình sẽ dọn dẹp cái số đồ này cái đã. May quá là bọn này nó ăn trong feeder. Chúng ta đỡ khổ. Cho hết vào feeder đi. Lần sau thì mình phải lại tiếp tục giết gà và bò thôi các bạn ơi. Ôi ơi, nó hao của mình quá chừng rồi. Rồi để mình coi thử. Con cuối cùng nó đã ra lò chưa? Thôi nó còn một xíu các bạn ơi. Thôi chúng ta phải chờ nó thôi. Chờ nó một xíu thôi nha các bạn. Wow, lâu thế nhờ. Trời ơi, để mình coi cái bọn Dilophosaurus ở đây nó có chơi với banh không. Chơi banh đi mấy đứa. Đây nè, banh nè. Chơi đi. À, cái con này nó chơi nè, hấp dẫn. Chơi banh để nó tăng điểm kinh nghiệm đó các bạn. Tăng điểm happy chứ, mình xin lỗi nha. Mình nói nhầm. Wow, con này nó ăn. Mình tưởng lại nó chơi. Đã banh đi mấy đứa ơi. Wow, happy nó tăng hơi bị cao rồi các bạn à. Wow, con này quá vui luôn nè. Thôi, nhìn mặt nó cười kìa. Hấp dẫn. Để mình kiếm cái banh nào mình đá tới cho bọn nó cái đã. Đây nè. Đó, nó vẫn đang chơi nè các bạn. Sướng thật. Ok. Để chắc hôm nào mình phải đi giết nhện để mà làm thêm một mớ banh đây. Cứ vậy tụi nó mới vui lận các bạn ơi. Không là chết. Không là tụi nó phá lắm. Dilophosaurus. Nhìn đã các bạn. Trời ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Con nào con nấy đều vui vẻ cực kỳ luôn nè. Trời ơi. Con này còn một xíu nữa thôi là nó đạt mát luôn rồi á. Và cởi đi rất là đã luôn nha. Cảm thấy nó nhanh hơn nè. Được, trước mình cởi với con kia đi lâu quá. Nhất là con Brachiosaurus đó, cái con mà khủng long cổ dài á, đi lâu kinh khủng luôn. Đợt này đỡ hơn rồi. Rồi hấp dẫn. Là mấy cái cửa đó phải cẩn thận các bạn à. Nếu mà mở mà không đóng á, bọn này nó chạy ra nó giết tùm lum hết á. Khó chịu lắm đó. Ây da. Cái trứng của tôi đâu rồi? Mới thấy ở đây đâu. À đây đây. Nó bắt đầu lắc lư rồi nè. 90% rồi. Và cuối cùng em Dilophosaurus úp nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Đó. Rồi, nó đây rồi. Rồi cho nó lên mát luôn nha các bạn. Con này là con cái các bạn ơi. Sướng thật. Rồi, thế là chúng ta đã có 2 con cái và 3 con đực rồi đó.
Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Ồ, bọn này nó kêu khá là ồn. Ngày hôm nay mình đã hồi sinh xong 5 em đã I Love For Sharrat rồi. Đây là một loài thằn lằn độc nha các bạn. Nó có thể phun chất độc làm tê liệt cơ thể của chúng ta. Và nó cũng là một trong những con khủng long ăn thịt luôn đó. Là cái con thứ hai của mình thôi. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.